Bạn Thanh Hằng có hỏi, cho em hỏi kỹ năng live stream dành cho người mới bắt đầu. Nếu em mới bắt đầu live stream, rất tuyệt vời để em học hỏi người khác. Hãy nghiên cứu 5 người là những người phụ nữ đang kinh doanh online như em ấy. Nhưng họ live stream rất là hấp dẫn, họ live stream rất là hay. Mô phỏng họ. Mô phỏng họ cái gì? Mô phỏng họ cách để đặt cái camera làm sao, nhìn cho nó đẹp, cho nó nét. Mô phỏng họ cách mà họ dùng ngôn từ như thế nào, cách họ nói như nào, khuôn miệng của họ như thế nào, ánh mắt của họ như thế nào. Liệt kê ra, mỗi một người liệt kê ra là 18 điều mình thích từ người này, 18 điều mình thích từ người này, thì bạn sẽ thấy rằng họ sẽ có những cái điểm chung và mình mô phỏng thôi, dễ ợt à. Đấy, chỉ cách đấy nhá, phương pháp triệu đô mà dự ai làm đấy. Bạn Ngọc Đỗ thì có hỏi, em đang bị thiếu vốn từ, phải làm sao để giàu vốn từ ạ? Ok, bí kíp rất là nhanh nhá. Bạn đang bị thiếu vốn từ, thì bây giờ bạn chêm thêm vào những cái câu cú của bạn, những cái đoạn văn bạn định nói, thêm số từ vào, hoặc là thêm tính từ vào, hoặc là thêm trạng từ vào. Ví dụ là bạn nói rằng gì ạ? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách để làm đẹp da, đúng không nhỉ? Thì bây giờ mình sẽ nói là hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái 3 bí kíp để bạn có thể làm sạch da một cách vô cùng an toàn, hoặc là sạch da mà khiến cho da lại càng bóng mịn. Đấy, thì 3 bí kíp này, xong lại sạch này, xong an toàn này, bóng mịn này, thì đấy là những cái tính từ, đúng không nhỉ? Thêm vào thì nó sẽ hay. Tiếp nữa là nên đọc nhiều sách vào. Khuyên, thật sự lời khuyên là bạn nên đọc cuốn sách Viết Content Thôi Miên của thầy Dự. Cuốn đấy trang bị cho bạn ngôn từ cực kỳ tuyệt vời luôn. Wow. Ok, hai còn câu hỏi nào nữa, thoải mái comment xuống, thầy Dự sẽ trả lời hết. Bạn Trần Mỹ Linh hỏi, vấn đề em đang gặp phải là quay video. Câu hỏi của em là làm thế nào để không ngại khi quay video? Không ngại à? Có gì đâu mà ngại nhỉ? Ok, khi quay video lưu ý này, hãy để điện thoại ngang ra, để đúng một sải tay như thế này luôn. Có cái cây cắm ở đây nữa thì rất là tuyệt vời, đúng không nhỉ? Và nhớ nhá, là mình phải để ngang tầm mắt. Và cái lỗ nhỏ camera này này là nó nằm ở chính giữa này. Chứ bạn đừng để như này là bạn nhìn vào màn hình, lúc đấy lên camera, lên video, lên live stream hoặc là video YouTube ấy là thành lag mắt đấy. Bạn phải nhìn vào lỗ nhỏ camera này này. Ok, và để cho bạn tự tin hơn thì bạn đừng để cái áp lực cái ống kính này, mà bạn hãy dùng những cái tờ giấy, bạn ghi từ khóa vào và bạn giơ từ khóa lên, bạn nói những từ khóa quan trọng nào bạn giơ lên, bạn giơ lên. Thì lúc này sẽ có 3 điểm tiếp xúc: bạn, cái camera điện thoại và cái tờ giấy này. Bạn không tự tin thì bạn cứ nhìn thấy tờ giấy này, thỉnh thoảng bạn nhìn camera thôi. Thì lúc đấy thì bạn dễ dàng có được những cái video trên YouTube hoặc là những live stream nó sinh động và nó chủ động hơn rất là nhiều. Một cái lời khuyên cho bạn nữa là hãy tìm ra 5 người nào đó đang có kỹ năng làm video rất là tốt rồi, hoặc là video rất là hay rồi. Mình truy ngược họ xem là cách họ nói như nào, cách họ nhìn ánh mắt như nào, tay chân của họ như thế nào, thì mình mô phỏng họ thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn Mỹ Linh nha. Bạn nào còn câu hỏi gì nữa thì cứ comment, thầy Dự sẽ trả lời hết. Còn nếu thấy câu trả lời này hay rồi thì comment xuống để động viên thầy Dự nào. Bạn Mỹ Ghến có hỏi, em đang gặp vấn đề khó khăn là trước khi live stream chuẩn bị sẵn hết rồi, mà lúc live stream thì lại toàn quên kiến thức. Có cách nào để em nhớ lâu không ạ? Tại sao phải nhớ? Còn lâu mới nhớ được. Việc của mình là chuẩn bị những nội dung nào thì mình hãy ghi những cái từ khóa đại diện ra, ghi ra cái tờ giấy A4 ấy. Đấy, và mỗi từ khóa đấy chỉ có tương đương khoảng 6 từ thôi, vì to ra viết hoa, viết màu ở cái tờ giấy đấy. Mình nói đến phần nội dung nào thì mình dơ nó lên để cho người ta nhìn vào. Hoặc thậm chí lúc mình quên thì mình nói rằng đây, tôi sẽ cho bạn một cái từ khóa tiếp theo. Thì vì người ta đã nhìn thấy giấy rồi, những cái thao tác bạn nhìn xuống để tìm giấy thì nó rất là tự nhiên, nó chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả. Ok, hãy dùng đạo cụ để giảng nhá. Đó là giấy A4 kèm chữ màu, viết hoa, viết từ khóa. Thầy ơi, cho em hỏi, câu này của bạn Thu Liễu, Nguyễn Thị Thu Liễu. Em đang gặp phải vấn đề về bán lẻ. Câu hỏi của em là làm sao để bán lẻ tốt ạ? Để bán lẻ được tốt ấy thì mình phải chọn những sản phẩm bán có giá trị cao dành cho khách hàng, phải có USP, mọi thứ đấy thì chỉ dẫn rồi đúng không nhỉ? Nhưng quan trọng hơn là mình phải biết marketing chính bản thân mình, với vai trò mình trở thành người thầy của khách hàng trong một mảng kiến thức nào đó. Bạn phải dạy được thật nhiều khách hàng tiềm năng để họ có thể học trước được điều đó từ mình, thì lúc đấy mình bán hàng mới dễ được nha. Ai còn hiểu hỏi thêm gì nữa thì cứ comment xuống dưới, thầy Dự sẽ trả lời hết. 2 bước để bạn nhận bài học mới của thầy Dự mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước. Đợi đã! Tôi có một món quà cực kỳ giá trị muốn tặng bạn. Trước tiên, hãy kích vào biểu tượng đăng ký kênh YouTube, kích vào biểu tượng nút chuông nữa để tự động cập nhật những bài giảng mới nhất của Hán Quang Dự. Sau đó, hãy tìm cái đường link quà tặng miễn phí ở phía dưới. Nó cực kỳ giá trị và miễn phí giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình, nằm ở phần mô tả hoặc là phần comment cho video này. Kích xuống dưới nha! Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo của Hán Quang Dự.